chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ đầu tuần tới nay thì miền Bắc ở trong trạng thái rét khi mà một đợt gió mùa đông bắc mạnh tràn về, và đây được xem là đợt rét nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Như tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ lúc 13 giờ trong những ngày qua đều ở dưới mức là 21 độ. Dự báo trong 24 giờ tới, không khí lạnh suy yếu nên tình trạng sương mù sẽ diễn ra vào thời điểm đêm và sáng. Nhiệt độ lúc này thì ở dưới ngưỡng là 18 độ. Đến trưa chiều mai, trời có nắng và nhiệt độ sẽ tăng lên mức là từ 23 đến 25 độ. Mưa tại miền Trung cũng có xu hướng thu hẹp dần. Trong đêm nay, vùng từ Quảng Trị trở vào đến Khánh Hòa vẫn còn có mưa. Nhưng sang đến ngày mai thì mưa thu hẹp lại, chỉ còn xảy ra tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào, với vùng mưa vừa mưa to chỉ còn tập trung ở các tỉnh từ Bình Định trở vào đến khu vực Khánh Hòa, với lượng mưa phổ biến là từ 10 đến 20mm. Không khí lạnh suy yếu, mưa lại giảm nên nền nhiệt tại miền Trung cũng có xu hướng tăng nhẹ. Cao nhất ngày mai từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế là từ 23 đến 26 độ. Từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi nhiệt độ là từ 25 tới 28 độ. Còn khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận nhiệt độ là 27 cho đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày có nắng với nhiệt độ duy trì ổn định, phổ biến ở dưới ngưỡng 33 độ. Tuy nhiên, từ chiều và tối mai thì mưa có xu hướng gia tăng. Riêng tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ thì cục bộ sẽ có nơi có mưa vừa. Trong cơn dông cần đề phòng với lốc sét và gió giật nguy hiểm. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ngoài ra, ở các vùng biển phía Nam có mưa rào và dông khiến cho tầm nhìn giảm thấp và nguy cơ tố lốc trong cơn dông. Như vậy, trong 24 giờ tới, Bắc Bộ còn rét sâu về đêm và sáng, Trung Bộ giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ, còn Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối mai mưa gia tăng. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 25 tháng 11 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.